thánh thoại thiêng thay đệ tam sầu, thánh thoại thiêng thay hành vân gia vũ làm dày so so. Hồi cũng đệ tứ tùy tòng không sai, cho ba đệ tứ tùy tòng cho dùng công chúa ngưỡng đầu cứu dân xa. Hồi cũng cho năm suối lân na cũng lịch mời, cho năm suối lân na ai qua sông hoa ghé thăm để châu năm xa. Hồi cũng về ngã chín tư ngã Bắc Giang, về ngã chín tư lùng ngã cung hiển thành miếu thờ trang nghiêm. Lục kính nương nương mây ngài mặt mặt
Phương hội hòm đẹp qua đời này, bạn
so tiền tốt lụa dày, công lộc cho lắm về đây cho nhiều, ban cho đồng vài nhất sang nhiều, công lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đồng con nàng coi đi cũng hờ. 30 mùng 1 từ hôm dằm, 30 mùng 1 trời bị cưỡng ép lương duyên, thu sáng mở hội đua thuyền, vốn đi xa
lễ chiều thái tổ trung hưng. Sài Gòn
gia đình. Chơi chùa vĩnh nghiêm bạch đằng bên nghe thủ thiêm. Bạch đằng bên nghe thủ thiêm mà thắp thôi sầu lại. Về miền Cốc Giang nghi rừng già châu mới đã từng sáng. Bắc lệ vào xa có ai đi, bắc lệ vào xa ai về chiếm bái vô quả đền. Cơm lo
rau sắc củ mai, khoai bùn đỗ lạc ngòn sắn nghĩ đổi rượu thắm. Bàn chiêm đồng hoa đào tà hiu áo xiêm tân nơi yêu điêu vào ra gót tiền đi quẩy lặng lặng hai trà. Lồng lồng núi cao cây xanh trầu mắt vọng ngỡ đào ý. Trăm hoa đua nở, trăm bông hoa đua nở.
biến lên mặt nước lạ lùng,
rõ ràng ông bơ thoải chân rung rung khác bên gánh chẳng 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 xót
ông mơ mới vào đèn họ trận đây niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Họ trần ghê ông, nhưng có thanh sức minh, nhưng có thần tế đô, có tiên ma cứu khổ, Phật dắt tay đưa. Đỉnh đèo dốc ngược thang mây, bản đền họ trần đây là đất Phật, chứ cải cải là cải 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 tia tia tia. Nhớ xưa ông Bơ là người vốn tình nghĩ thông minh, ông mấy đồ cho họ trần ghế ông cùng ông bách ra chăm họ thì ai ai cũng được bốn chữ khang ninh 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 thọ trường. Xem kinh nghi nhật nhật quả ghi họ trần có con nào dám đơn sai bên cạnh cung tâm trước trước cửa Phật đài. Họ trần con ninh nguyện từ nay vun trồng đến cây đực con xin ông Bơ về mở kho tài cho ghế họ trần trần của ông được đồng đồng định sự bóng vầy vàng. Ông Bơ mới đổ cho ghế ông hầu sắp vấn này thì được lòng nở như hoa lập gần ông Bơ đưa tới còn lập lòng xa ông tiếp về. Ông Bơ về người đông người thích
sóng nâng nâng tiều có tam thanh tôn nữ tam ngàn muôn công nữ đón chờ lúc về chẳng lần lần chỉ còn bao giờ tung tung càng từ bao giờ tay cô lặng tin lưng lưng càng từ bao giờ mỉm cười ông bơ cái nhụy qua bây giờ anh chẳng chẳng ngang ngang lên tóc bánh ngang thì thiên là dòng ai thấp thoáng sang thì thuyền sông sức ông bơ hoài tê hoa thì thanh xa hồi cung bảo hà nhắc mai lên xoáy út bảo hà nếm mùi phong hoa nguyệt đó cải cải thân tiên sao nó tỏ nhì hương bay bay ngang ngạt bóng nghĩ anh ta đã gặp đi non thấy trắng 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 im mặt mặt được đưa bơi đầy ba ba cô tính đến xưa nay ý nghĩ đi đến chuyện
sân câu tiên bản chúc chúc người chúc chúc gì quý vọng chúc xén xén đông ôi quý quý tiên chúc chúc ngân ngân xén xén xà tây tây nâng nâng bình ngọc các ba ba tiên sân câu ngân xén xén xà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngân. Hoa đã ngào năm năm mai người tân, người tân xa con đẹp xa sáng ngư sáng ngư liêu vàng xa còn kém xa ông mười phật ô xa con kém xa tay bẻ khoang ý đào đồng đào sắt muôn con nhang để đường ý ông cho vào bảo hạ sơn sáng ngô sáng ngô điều phạt sơn đi bảo hạ sơn nâng bảy cho vào ô sơn bao hà sơn năm bảy cho tâm mi thôi tội phải mang
trời mùa khắp bốn phương. Hại nhân thì nhân hại, khổn nên lỡ khó thoát thân. Họ chẳng biết ông ra, họ chẳng biết ông ra, ông cho phúc lại cho phần. Thành anh cao rồi lại mười phần ghế ông thành anh cao. Chữ hương thường treo cả giá ngọc, chữ tam tòng nghề, chữ đức đức liên ghi. Đệ tử con đặt gối đầu quỳ, xin quan hoàng bày đồ chỉ hoàng chứng minh. Nhắc trong trong ngồi như tiên nhỏ nhỏ đèn pha lê sáng tỏ hơn sao. Tay cầm xe như chiều từ múa long đao, chân đông mình ngồi và treo như phòng mình ngồi xem sách. Hút thuốc vào, ông hút thuốc vào như lòng lòng quân thủy nhà khói ra như ra các cầu phong. Hoàng bày ăn ăn chơi đang bẩm bẩm anh đi hùng lên ma xe xuống ngựa vẫy vẫy vùng khắp bốn phương. Trần ai chỉ kể nghi khách tài tình, hồ dễ mấy ai hay ở kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngày say cũng lụy mà không say cũng lụy. Khoảng trời đất nơi dọc ngang dọc chỉ anh hùng hoàng hôn đắp năm trái tràn khôn. Sáu trong tay trăm chân ra không sơn, xoay trời đất hoàng bày mờ khó vô tận. Nay vừa gặp hội thiên na thái thế vật vật nề, chén trà thơm cả ghế dâng lên để hoàng trầm trước một đúng đúng ba tuần. Bảy là tài tử giai nhân cho bò lúc phong nghi trần về nó nương. Ai ơi mà nhớ lấy câu này, càng nhiều tập đức nghi càng nhiều vinh hoa. Lòng hoàng như lược bé bao la, quốc nga thần chiếu rạng khắp hải hà sơn. Bao gian nan trăm giả không nề, trăm năm hoàng tu đức cũng bởi vì hoàng thương dân. Lệnh nghe sai, nghe lệnh sai thập mỹ nhị tiên lớn nàng. Cô nào việc ấy mau sửa sang ra đừng đứng ngỡ hầu. Ông bắt cô nàng ta
đi về pha nước trà tàu, nhấp 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 vào ý gật đầu cô gối mắt khen. Sân cổ cây đèn xe ngã tàu xưa mong mơ tiễn rồi thả vào cô nàng ba tiên cô nàng ba dâng hộp thuốc ngang thế là vừa ý quan bảy hoàng đất sơn. Đốt nâng đình nhang dần tiên cố làm từ đùa đùa đình nhang dần ngọn đèn cô tứ kêu bỏ tay mộc mộc tiên. Dâng dâng kẹo bánh bánh nguyên cô nàng lắm, dâng dâng kẹo bánh bánh nguyên kẹo xìu thuốc tâm ngự cảnh tiên ai xanh ngân ngân tì. Tình nếp nhu mì tiên cô nàng sáu, tình nếp nhu mì vẽ yên phụ dân hoàng con ngựa xám để ông bày đi chấm chấm lính đồng. Này khúc đàn tiên cô làm bờ, này khúc đàn nguyện tâm cô ngày hai xây tam tinh linh ngân. Chiếc lược à cô nàng tam mi vào dâng nghi chiếc lược à đôi tay trải chuốt ông khen là cô khéo tay. Yêu ai tay tiên cô nàng xin, yêu ai tay đêm đêm đôi giày kiếp dân ông ấy. Thắt dài đai hồng cô nàng mười, thắt nghĩ dài đai hồng cách nghĩ ba giờ đi còn đèn lồng cô bước ra. Bình 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 ngọc đôi tay ngà sân sân tên còn cô mười hai, còn cô mười hai là cô bé bạc nín đen. Vậy là đủ mười hai cô tiên nữ hầu giá đôi bên không rõ. Nay đèn rộng phải trải chiếu, nay đèn rộng phải trải chiếu, hoàng bảy ngự chơi sóc đĩa ba bốn bề ghế xôn xao. Nghe tiếng tiền, nghe tiếng tiền trong trong đĩa gì ra bày bàn chẳng có ghế nào dặm vào cân. Họ định biết ông ra, họ định biết ông ra thì ông cho phúc cho phật.
mở ra sắp sắp mi bốn ông cho mười phần vẹn nước mười. Một quan giám mi lại thành hai ván sau gấp gấp mi bốn ông vẫn thắng hỏi ghế chậm chậm gian khát na nước từ cứ dồ nhau chậm chậm lẻ hết hết vòng trong trong vòng ngoài mà một cơn đen mà bỗng cơn đen như gió thổi di ra bốn năm canh anh hòa chụt hết cả kho vào cho ghế ông cuộc buồn cờ xoa xoa bảy bảy ván nỡ bài tam khúc thì xưa nay thật tức được nghề thua ván na kết mà thôi được thua ván na kết mà thôi khi suy tưởng sĩ thì cũng đi đời nhà mà ấy mới khi bình địa có lúc mới lại phong ba giữ gìn sĩ tốt ấy mới là tài lấy pháo đầu ông lấy pháo đầu nổi hiệu lôi oanh oanh mở được cho sĩ tượng xe hồng hoang tiền na ra xưa nay thời việc nước việc nghĩ nhà xưa nay thời việc nước việc nhà cứ giữ gìn là sĩ tốt ấy mấy là thành bóng hoàng lấy kim ngân ngân đi đánh 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 bài tiên tứ cô tam mì khôi nhất nhất kinh chữ thập hồng bạch bạch nghề định định chi chi tôm leo bạch bạch nghề thủ gạo đi bị tứ xiên lục nước nghề gò hoàng cũng bạch bạch hồ chi mới hội đông bạch bạch hồ chi mới hội đầu hai leo tám đỏ lại thêm mỹ cử chi sau lại thông bạch bạch định tả chi lần lần hai tôi hoàng nhắn ai
hoàng nhắn nhỏ đinh đinh có lên đến chợ cầu nôn hỏi anh kiều vạn chiều hôm đứng đứng đợi chờ dòng sông sâu dòng sông sâu nước chảy lững lờ dòng sông sâu nước chảy lững lờ là chàng bát sách đời chờ cái chi chi ông mới xoay bài truyền nhạc bát âm minh đàn thông nhạc vũ hòa cùng phục lên thiên đình nghỉ vui cùng tiên nữ về trần gian hoàng ngự cảnh nguy nga thần thông nghi biến hóa hiện hình độ cho đệ tử khang vinh đời nghe lệnh truyền điêu ông đôi môi thuốc nga lào vĩnh bảo ông hút trường vào hương nghi thơm nghi tòa khắp xa gần hương nghi bánh ngào ngạt thêm nghi xuân xuân trẻ ra kêu giòn nề như thể pháo hoa thuốc nga lào điên đi lãng gần xa danh tiếng đồ đồ được mời phong nguyệt nước non để mê quốc tùy quốc hồn xưa nay hoàng đố ai hút thuốc mà không ngon say hoàng đố ai hút thuốc mà không say ông hoàng hút thuốc thì khói bay dập trời hoa thơm đi quá ngọt tốt tươi lòng mình ban già trẻ mọi người bình bình à cha mấy khi ông xa ngỡ trần gian đi mà cha mấy khi hoàng gia ngự trần gian văn ni hay mà tiền hết thì hoàng ban khăn ni hồng nghe lệnh truyền xe giá hồi cung ghế họ chồng đem tiền chuộc khăn ni hồng dâng dâng lên sách sách đề đức nặng nặng tường tuy ông bảy say có một nền tí với đời hoàng khuyên ai hoàng khuyên ai giữ chọn đạo làm mỹ người về đền họ trần phải lấy chữ Di Đà làm hơn cả cùng
quan bắt đầu số người chân sáng đi lão ông xếp viên họ chặt ghế ông đây phúc hoa hậu thảo hiền tu nhân mà tích đức xin hoàng chép biến cho rõ ràng truyền bát vạn hùng binh xe đoàn con rất hoàng về bảo hòa tung đúng hiệp quan xe đoàn thanh xa ơi nghe an na đức hoàng mời chân chân canh nghe về bàn làm quan trong trọng phủ dày nghe thương hồi nghị quỳnh tiên mà người tự tiên duyên dành lòng thơ vân vân tiên vân tiên vườn thanh chim trời quan
hạ bút hoa chân quan hoàng mười đi thất bộ họa vật thơ lý đỗ xó kim cổ anh pháp tinh anh nghi tử nhập thần hoa khai kết vạn cảnh xuất tay thiên bình bút đề thơ an sắc họ thiên hạ ưu ca chúng con hưởng thái bình mà trùng lên đỉnh giáp non thần thấy đức hoàng thật dù nghi xuất đứng trên ngàn thuộc dương ngang đứng nghĩ tưởng thạch thạch bàn sang nghe tiếng hát tiếng đàn nữ thông reo nhìn lên đỉnh núi chân đèo suối trong nước chảy chúc chúc reo ở quanh 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 xưa xa xa qua nghi hoàng mùi nhang không nghi bằng một khó xa hương hầu cúc nga gạc nga tiếng lầu tần ngắm mi nhìn cảnh cảnh ấy mà lòng hoàng thấy lâng 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 mắt nhìn thắm mi thắm phương xa kìa đôi chim em nó nghĩ đã tung tung bay đông mà đôn ni đà làm thanh ra mời ông vô điện để ông ngồi bình minh thơ diêu bồ đào xin quan hoàng mời nhấp cho để chăm chăm hoa khỏe sắc mừng ngày tiệc vui bắt để tay điên giót on che rượu là nâng nhất tuần sơ lên bệ ngọc các o nâng mơ là mời rước quan hoàng mời sơn á sơi rước quan hoàng để tay tiên chúa chén rượu đà dâng nhị tuần là nâng lên điện ngọc để càng o nâng mơ là mời rước quan hoàng sơn để tay giọt na chén rượu đào tam bối nâng lên bề ngọc các o nâng mơ là mời rước quan hoàng mời sơn á sơi á sơi rước quan hoàng sơn chứ đất lê quê thỏi Nghệ An chứ có miền Châu cao đầu
để kính dâng lên quan hoàng mười. Răng tiếc vui họ Trần họ Đinh con lại kêu thình quan hoàng về. Răng răng về răng đến răng phù chứng tâm cho họ Trần họ Đinh con nhất nhất tâm lòng thành. Chứ chim khôn ăn trái nhàn lộc, chứ muộn đắc tài sai lộc thì phải hầu quan hoàng. Năm năm nay đã bao nhiêu tuổi mà vẫn đẹp hào hoa như ngày nào. Dù ai có đi bố hay về tê thì nhớ ngày kỳ tiệc, nhớ ghé đêm qua. Chữ thắp một tuần nhang tưởng người anh kiệt, hương xưa lập đèn văn vọ ai qua. Chữ yêu được thương dân quyết bảo vệ sân hà cho dân nó ấm cho nước nhà được bình sống lắm mà hết được thì họ Trần về ông đây còn chưa hết lộc tài. Thank you.
khoan hoang người xa tay rừng. Sự quan hóa người đem đem tài thao ngược đây yên lính sắc sông quan hóa người điều tương kỳ gương thiên ba thước ngựa hồng quan hoàng người sông pha qua cầu bên ơi
kinh đô hoàng mưa. Tiếp mời lòng hạ sơn.
Hoàng Tiên mừng dù cho của ngài mà nở hoài biển đông mà hoàng thương ai chấm linh nhân kế họ sân sân tu nhân tinh tinh đức hoàng cho lên công về sáng soi đêm thần tiên sứ nghệ như đèn trời đức danh hoàng mười người ta ngược xuôi nam bắc đi về bốn ai cũng vô qua đèn ông sớm tối đèn nước kia dấu tàn muôn đi đời còn ghi nhớ mãi đá kia dấu mòn ơn đi hoa sáng tựa vầng dương vui ông đi về một phê sớm đổ cho họ trần cho chọc gà lực tươi màu hồng để từ nay thành tâm nương kính bái phật tiên lầm lỗi điều chi con xin ông hoa phép thần thông xa cho chúng thần mắt trần nặng cặp cao số lời kêu tiếng cầu cho đông vạn sự hạnh thông xưa ngoài bác sấm lần giang sơn cõi bầu vâng lệnh vua cha hoàng lĩnh phong kiếm tờ xua loài sấm lăng nghi phút na tan không ngờ khải hoàn cá thạc xa theo gió mây bốc về tiên để trời nam giáng khí linh thiêng nước non này mãi mãi được bình yên cõi bồng lá chợt nghe tâu đối ghế ông tâm thành vâng lệnh vua cha hoàng xuống ngã qua cõi trần vâng lệnh mẫu vương nghi sang lên giường đồng hoàng về đây
ngàn hoa thơm ngát nhị nhang khói tuyệt băng băng. Rằng ngày nay khách lắc chuông lầy khoác áo hoàng bào nhân ngọc lồng tay. Được về Nghệ An ngàn mây sạch thăm nắng nghi sớm long lanh núi hồng soi bóng dòng lan tiếng chim ta hòa trong gió rung rộn ràng. Về Nghệ An thấy lòng xôn xao nghe nước danh quân hoàng lưng vàng xin cúi đầu thắp một nén tuần nhan. Cõi cầu xin quan hoàng ban cho phương ban đất buồn mạnh suối ngược nẻo đường dân bước chân đi quan hoàng cửa lối dắt tay chỉ đời gian nan khó nhọc vương mang họ trần nhất tâm mi quan hoàng ban nước bóng hoàng sẽ được nghĩ bình an. Từ Nghệ An ông về Yên Phong ngự đông dù đơn xa cách chờ đâu nghe mạng gió sương đêm ngày ngự về đây đông đông người xa bóng bóng quý quan quan ngất ngây sau trước gần xa xem mai hữu duyên hoàng ông ban cho đồng ngày ngày tài như duyên trí nước danh ba miền cửa nhà ra sở bình yên. Cúi xin ông nhỏ phước cho thành đồng cho tiếng ca cùng đàn trong người trần này chúc con bình an bốn phương nước non thanh thanh bình đời đời chào con hiền vinh. Đời người ai mà có lần may mắn ngắm dung ngự đồng anh bóng dương xa mới hay trong việc đào trang ngự đầu đồng có ai bằng con khi ông sáng lâm dương đồng đẹp giảm ngời sáng như hào quang. Người ta nam bắc đông đông tây để bàn buôn trong trang nghề gặp còn con ní miệt mài mê say dâng cung đàn tiếng ca xin quan hòa về chứng mừng quan hòa là mừng quan nghệ hòa vui ngự chân chân gian ngàn hoa nở đua sắc nghi vô hương bay ngào ngàn người quân tử vâng vâng lệnh sai giá ngự chân chân gian ban lòng tài cho đồng đồng vô vàng đền
đây đây đẹp là đèn là đây đẹp sáng nhà phong quang có cả một cô tiên nàng hầu hạ qua đi hòa trông trông người thật xa thật xa hoàng chiếu tài cho khắp mỹ nhân đi ra cho cả bốn phương trời ai bằng quan bằng quan vẽ lịch sử có ai bằng bằng quan quan đi hoàng về loạn ra khắp nhân gian nhã nhạc lừng vang ơn đi trên ơn trên những bề những như trời ơn đi hoàng chúng con xin nguyện làm tôi cho đến trọn cuộc đời nguyện làm tôi đến trọn cuộc đời họ chọn con đây ngày con mong tháng con đời có bọn mình chờ hôm nay thế là vừa ý quá hoàng mười đã về đây ba chén rượu đã ông nhấp cạn chờ say rượu đã nhấp nhấp cạn mà chờ say vui cùng người bạn hội hết đêm nay cho thỏa lòng hết đêm nay cho thỏa lòng bao năm đi đắp đắp điểm mà vun nỉ trong đúng đó bao năm đắp đắp điểm vun nỉ trong tưới lan là tốt chứ ông tưới hồng là hồng thì ông lại để dành cho kiếp mà sau lòng lòng hoàng thì có phụ ai đâu lòng lòng hoàng chứ có phụ mà ai đâu họ trần con sở hiện cho như ý sở cầu đắc đắc tâm tâm họ trần ghế ông gian nan con vất vả đã nhiều rồi đúng đó con gian nan đi vất vất vả đã nhiều rồi nhất nhất tâm mi ra bắc ghế hoàng cho khoan thai lại nhẹ nhàng cho khoan thai lại nhẹ nhàng ai biết ông mười ra ai biết ông mười ra ông cho núi bạc mà non nỉ vàng cho buôn mây là bàn đất cho không kém ai ở trên đời ai biết ông mười ra ông cho có vợ lại có chồng đúng đó ai biết ông ra ông cho có vợ mà có chồng ai mà không biết ông để phòng không suốt cả đời để phòng không suốt cả đời độc đạo có phải chỉ xa độc đạo chứ có phải mà chỉ xa đèn họ trần hoàng mười mà loáng ra thì đẹp khác chi cảnh non nề bồng có khác chi cảnh non nề bồng đang vui sao ông cứ vội mà ra về chứ câu hò con còn đang giang dở ông nỡ bỏ về mà sao đây hay là ông ơi năm cung văn chúng con hay bốn tứ chủ có lỗi lầm chi nhất nhất đi tâm con xin ông ở lại một vài giây cho thỏa lòng một vài giây cho thỏa lòng cả nước nghĩ nam mà cả nước nam còn nhớ miệng quan hoàng cười con nhớ
khăn đi hoàng chít nhớ cả những lời hoàng truyền ban đầu lượng hàm chân đi dần dần vắng nì hai cô cả vào giấc như chiếu ngừng để cô nàng khai ra theo hầu nàng ba gối xếp mà theo sau đất na lẻ quê thỏi cô tư tìm trầu trước khi ông tới mười tiên cô nàng năm dân giả mà gương soi cùng cô nàng sáu đứng ở bên ngoài chúc rượu hầu dân tiên cô nàng bảy dân nghi ông đóa hoa hồng cùng cô nàng tám phò giá kiệu dòng rước ông mười lên tiên cô nàng chín yểu điệu tay tiếng tiêu cô chín thổi làm cứ đầy vương lòng người hoa thỏ thẻ chim manh vàng cô nàng mười cứ thỏ thẻ như là chim manh vàng thơ ngâm mi một khúc sao khiến lòng hoàng thấy lâng ngà lâng con đôi cô múa lượn lấy bài bông vậy là đủ 12 cô thiên nữ phỏ giá đôi bên ông rõ ràng ngày xưa kia thì còn cách trở dòng sông Hà Nam ngày nay đã xây cầu bến thủy ông cứ ung dung đâu vội gì cứ ung dung đâu vội gì xa xôi thì cứ nhích lại để cho gần xa xôi nhích lại để cho từ ngày ra làm con đi bốn phủ nên mọi người mới quen là nhau đời người chú chỉ ngắn có gắng nghĩ tay đời người chê ngắn có gắng ngà tay gắng tu nhân mà tích minh đức cho vẻ vang sau này như cây muốn tốt lá mà xanh nghề cành họ trần mà tu đức thì hoang lại dành lộc cho họ chọn ghế ông đừng đừng ngại chớ đừng đừng lo hầu ông dẫu mua mất một những tháng sau ban cho trăm triệu lần đến tháng sau ông cho trăm triệu lần con người tăng sống ở trên đồng tiền dòng dòng bạc chảy để rồi mà làm chi cuối đời cũng chẳng đẹp mơ đi đẹp đi rồi cũng chẳng chứ giúp gì mà cho ai cho nên có lộc mà có tài họ chẳng thấy ông phải tu đức để thời dục thọ mới hưởng lộc trời hoàng mới ban ghét nơi hoàng ghét ai mà già hiểm lòng tham ai đảo điên đi cháo trở ông xóa cho ta đi sạch lòng ai thủy chung đức độ trước à sau ông mới mở đường hạnh phúc ông bắt dịp cầu vinh vinh ngà hoa vẫn dù khắp bốn bề chân nhị trời không đâu mà hai trai không đâu lịch sử bằng đèn đây hoàng mới đang ngự đồng bản đèn đây hoàng mới đang ngự đồng
ông mười ra, biết ông mười ra, ông cho cao cửa rộng nhà, sang năm mua được vài miếng đất để mà dành cho các nhà con. Ăn trái nhãn ni lồng, muốn đắc tài sai cả lộc thì phải hầu ông hoàng mười, phải hầu ông hoàng mười. Cô ba lên ngàn nhặt nhặt lá để bài thơ, mượn đôi chi chi nhàn đưa thư về đền quan hoàng mười. Xem thơ xong ông lại vỗ mà gối cười, hỏi rằng nghề chú cát o ở Yên Phủ có nhớ hoàng mời đất Nghệ An. Chứ con đường vô xứ Nghệ mà loanh quanh, từ Yên Phủ vào trong xứ Nghệ thì đừng hỏi rằng xa hay gần. Họ chẳng cho muốn vô chớ có mà tần nì ngần, nhất tâm mà vào hoàng bắc ghế thì rộng đường xa độ lên gần, rộng đường xa hoàng lại độ lên gần. Trên công đồng đẹp nhất là hoa, trên công đồng đẹp nhất là hoa lan, ghế họ trần mà loan giá, bông hoa lan phải thua xa mười phần, bông hoa lan phải kém xa mười phần. Sẽ áng mây vàng trên thượng tiên, sẽ áng mây vàng gửi con xin biểu giấc ông người về bến Thủy Nghệ. Thanh ra hồi cung thanh nhàn, tình cô nhất như lên trời, đời sắc đủ hương những màu đã ra hồi cung. Bông lan ai là cành tiên thái, đâu có một đôi tượng đại tài. Khăn vành dây đội đầu, dòng đi chơi đâu quán đi sở tân lầu loan ra hết trầu, thương ngày đế vua cha đệ tử cô vô số hàng nghi hà. Xa cho đồng
đứng trên ngàn ngàn xanh ngày ngắt tình cô về ngỡ bật bật quán tâm tay cô đôi nàng mỉm miệng hát ca Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồng liêu vải thiêu sách nghiên xuôi một bầu phong nguyện vô biên lên ngàn hai quả đào tiên là đem về trên ngàn xanh cam vinh phúc xê xin lên xin phụ
Cô bơi thoải mông ý
gì về đầy khuôn trắng trắng nở tư người hàm mi sắc những mây mây sừng sừng nức nức hương bay ao ngắn ngắn ba ba dài tay đi thank you.
sắp 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 đi sắp 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 xa hãy hoa sắp 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 xa hãy hoa về đây. Mang tóc thề sớm mỹ lên màn ngược tôn cô lại về miền xuôi ông ma dụng giá ngự cho các thanh đồng con thỏa nội chờ mong như đêm đen gặp ánh trời hồng như rừng nhớ lá những sông nhớ đỏ sông kia nhớ đỏ đò dậy những chung hoa thủy cô sáu thương đồng nghỉ nên nên lòng già mấy xôn xao cô giang tay bè khóa động động đào họ trần con là người có phúc cô sáu cho vào hội quần ai biết cô ra thì được nghĩ nhẹ những tên mơ ai mà không biết mất nín tiền để thêm mà lo cô sáu làm cho trăm má bệnh hiểm nghèo sáng thì lội xuôi tôi trèo lên năm cây cho cứ cười nói cũng có người cô bắt đi trói gốc cây biết cô già thình thanh bởi thầy dựng văn văn đà hát theo cô sáu ra mà trình đỡ đồng ý. Các ghế về nhà cô sáu bắt đi lại phải ra vì cô đã biết họ cô đã biết ma tên từng người dù người văn yên na hay người thành phố không biết rằng căn số mà bởi vì đâu cô xấu làm cho trong mặt nhức đầu càng bùa càng thuốc thì lại càng đau như nghĩ dày về xin chào các ghế hẹn thề vẫn sau cô sóc về nhắc nhủ đôi câu sơn lầm giá ngược lẫn sau tái hồi lại cô mà đúng đồng tiền cô xấu cười duyên na tươi thắm vẻ em đẹp cô giá ngự đôi thông thông cơn gió chiều nhẹ trong cung công đồng cô ngự ngắm trăng một tí mình đi ban đi khen cho đôi cùng quê theo trận sao khéo tay lại hay con mắt mà để cô sáu xinh nhất nghĩ toàn
trên đi thương ngàn cố đi hầu vương mẫu đen phủ dày yêu dấu vào ra yên phục hôm nay đón rước cô sau về mộng nghi khen đi cô đẹp lại còn nết na dịu nghĩ rằng sao thương hết nghĩ lòng cô thương ghế cô trăm ma cũng ngàn việc thương thánh đồng lòng ra số xa đồng đồng nam đồng nữ đồng đền năm cùng văn tham sư bốn quỳnh quế thành đồng hào cô thương dù ai lỡ mắc phải tiền duyên đến kêu cô sau cô cho ứng liền duyên ngay truyền cho sắp lễ chọn ngày cô bắt cầu ô thước cho duyên vậy phượng loan ý chờ ra về cô chào các ghế hẹn hề vẫn sau cô sau về nhắn nhủ ý đôi cơ Lạng Sơn giá ngự lẫn sau tái hồi cô sau về nhắn nhủ đôi câu Sơn lâm giá ngự lẫn sau tái hồi cô sau về con ra ngẩn vào ngơ cùng bắt con vẫn đợi họ đinh con vẫn chờ đang vui cô chờ ra về cô chào các ghế hẹn về đến gần sau nay cô đi về gắn đủ đôi câu sư đoàn thanh xa hồi tôi đi cô bảy tất la con thỉnh mời cô bảy tất la hồi cực dòng trôi ngàn mãi ngàn mẹ thịt nhìn môi có bám đổi chè chiếc non xa hồi cực thượng ngàn tiên giấc văn cô chín thượng ngàn nền anh nghi linh chắc chắn giang nghĩ người miền dương giang dưới khe cá bạc nghìn cá vàng trầu lên tam thai ngũ nhạc an ní tiền ý yên vững quanh quanh nơi nơi cả nghĩ ngô đồng ngờ yên đi vũ quanh quanh cả khoan thải để cô lại về tòa sơn trang dòng trời 18 cửa nghĩ ngàn ý
tiên đi cô lạnh nghi hạng về nghĩ trời, nhưng hồn đi thiêng cô vẫn đi ở lòng mình người trần na gian. Bóng gương Nga xoay Việt Nam Việt gặp bạn hiền, ai mà biết rằng ai có tiền thiếu nữ đam đi đài. Về đồng dân tiền tuần nhang dựng lên tơ đối mười phương độ trì, cô dòng nhang miệng phân vãi từ bi ơi à. Mây xanh đứng tiếng đứng nắng 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 bốc dòng sơn trang, tính cương ngày băng xuống băng sang băng xe phân nước tình làm dân dân cư chi người này từ kể chứng lấy cho dân ý con chiêng hai sáng vẫn lên na chấp chỉ Phật thánh sau con chỉ vua cha con chỉ nên cô chỉ thượng ngàn ý à. Trình mà lên cô chí thượng ngàn nàng, hội đồng quan lớn trình tòa sơn trang, con trình lên tứ phụ quan hoàng. Chỉ thường chơi chơi xanh nay cô về chơi chơi nay cho chặt ý nga quạt tàu chiếc quạt tàu mà sau ngang xương ngang cô cầm đến quạt lại thương thành đồng mà chiếc quạt tàu mà sau ngang xương ý à. Gần xa quạt cho nam nữ trẻ già bình an na, cô quạt cho mát hết xa gần na ý à. Quạt để cho chim hót hoa cười, quạt cho nam nữ cho trẻ già bình an na, cô quạt cho bao nỗi âu lo xua tan nghiệp trường tai ương ở đời ý à. Vòng bạch ngọc tay ngà ướt đi khúc quạt thanh phong áo lụa xiêm ghê đầy ngọt hoa quả sung xuê ý à. Đang bước tới đâu sơ mộng nhân nghĩa sơ nền tình hoa
cô đêm nhìn sao đông ngân ngân quan à cai bố hạ nơi ngoài mò ba xó bề tay sắc gần xa hoa ghét đi mặt ngọc đi liễu hờn mày trông cung mà điên giá ở lòng lâu ý chìm. Họ Trần Thúy Cô là người ăn ở có tâm, có lòng cô độ, có đành cô chỉ đang thương ê. Cô cứu người ngoài Bắc hiện lên thần cõi Nam ý. Dẫu thiêng ý có đè trong am cây xì lạnh dấu ngàn năm mỹ thành trôi nền sơn liệt nì trượt nì vài hành hoi ngũ nghi hành bát quái luân luân hồi đồ thư phép cô biết ân thần cơ nhờ ơn quốc mẫu nghi đã giữ thế thần ý. Ai hay nhủ bảo biết biết ba thật nó giữ gìn vâng lời mẫu nhủ cô lên nhờ tay tạo hóa được lên châu trần muốn nhờ gặp chốn thanh nghi tân ê. Mà trước thanh tân đi nhường ngã xa bạn đi học nhường nghỉ gần bạn tiên ba trăm nghi đã ước mười nguyện là miếu uống thở vô lập mà thanh thanh nghi bàn trên non đi trên ngàn dừng nghỉ suối cô đi về một đi bầu hương nghỉ lửa bốn đi về gió chắc chắn mình ý. Bỏ ba rực rực nghề suối cô đi về một đi bầu hương lửa bốn đi bù
gió trăng. Thanh nghi tân lịch sự nào bằng, lấy cây làm bàn đi, lấy trắng làm đèn đi, thiếu cổ thổ cam toàn tài. Xin phép lạ người cầu bùa thiêng nén hương bát na nước đi khấn nguyện đi lễ kêu vô chỉ đi trình mà lên bờ tỏ nhà dâng nước thải bát đi ra ý. Thải bán ra uống vào bệnh đỡ ngay đà bình yên. Xin mà vô chắc trong giáng điện 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 con xin vô chắc trong giáng điện điện điện. Cây xì riêng nước là nền dấu xưa độc mà cô hương khói phục thờ đồng cô nhang khói vung thờ mấy người ta dễ được nhờ lòng vinh vinh nhi chân chân là gian lễ bạc tâm thành à ý à. Chân gian lễ bạc tâm thành nghi cô lên thượng tấu thiên địch thoải cung mà tại trừ lộc hưởng thiên thiên trung mà ý à. Tại trừ lộc thưởng thiên thiên trung mà bắt tiên nhượng thủ thiên thiên xuân thọ trường nay đang vui cô trở ra về thành xa hồi cung. Cô mời bỏ ba chính quan như cô nàng mời xa hồi cung. Náo nước tưng bừng đổ vui náo nước tưng bừng nghề rùa nhau chiếm bay đi cạnh rừng xuôi dài bóng mấy ngàn thốc reo mình non thác đồ lực nghĩ đèo ý. Chẳng thành gió mắt cô bé đùa
thuyền treo bơi mênh mông, thuyền ngược bè xuôi. Phố vị chơi chùa Tam Thanh, chùa Tiên cho chí chùa Nghĩ Thành. Cùng cổ tích anh linh linh buồn đi đầu chợ đồng đắp hoa quả tốt tươi, con lên vùng biên giới dẹp loài sấm lặng cô đi cứu người về nước về dân. Cô ghét phường trộm cắp cô dân quần nó lọc nghĩ lừa. Khô cằn mà cô bé lại cho tươi, tay cô vun sới cho đời nở hoa đầu non. Thỏ lặng ác nghĩ ta lịch không đầu hồ lang bách bách dưỡng quy châu vừa
non rừng trái chín lý hồng đào ngát hương cô bé nghe lời đồng khấn cô thương ê, ê, ê. Sáng hôm nay sớ tâu lên quốc nghi màu ba tòa hôn nghi đồng quan lớn ninh trình nghi tòa sơn trang cô độ cho đồng hữu xuân lai cho từ nay cửa nhà ra sự cô cho phúc lai hàng ninh trừ ê ê à. Dằm mà đi hái hoa tươi cô còn lên núi lên nấc đồi cây cao dần già già lên dạt đào hái được hoa quả hồng hào chi cây hôm nay tiệt đường cô bé về đây dám được cô vui về xưa ca ý đi à. Giấc nghi nàng thân vái từ bì năm 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 bớt dòng sơn xa tinh tinh mang mang sớm mang xa mang dây mang nữ cấm nam ra hương tình cười sớm ai đi gọi nhau đuốc ngài xoay tỏ bên non một bờ son xăm đốt tươi dương già lên trên ngàn năm quả nhiều hoa y hà trời một màu vong nguyện vô biên lên ngàn hái quả cao tiên đẹp về trên ngàn xanh cam quýt sung xì tốt tốt được rồi.
đốt nước lên non sáng soi cho biển nhân thế. Đốt đốt nước lên non sáng soi cho biển hoa lá soi sông là biển soi về bình tư soi sông là biển soi về đền đất. Tới luôn quanh lướt lướt qua chân đèo hoa thắm người xin mời nhạc mời hát khúc ca mùa xuân. Con nhìn ai hoa nó sáng về đây đây, cô xinh như hoa, cô đẹp như tiên sáng tiên yêu, sáng tiên yêu, sáng tiên yêu. Là tôi nghe cười làm mất ơi dần dần xa. Cô hồng đèn đây mang phúc đè đắng. Loan giá về đây, loan giá về đây, con dân cô lời ca, cô xinh như hoa, cô đẹp như tiên, giáng sinh yêu kiều, giáng sinh yêu kiều, giáng sinh yêu kiều, đôi chân ướt nhẹ làm mất nơi trần gian. Cô đã về đây, ban phúc đề đà sơ 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 anh đi xin hát một bài ca điệu hát then dâng lên tặng người người con gái áo đen là của núi rừng tiếng đàn ai hòa vang cô hát cô là hoa cho lòng với lòng thêm nhớ thêm mỉ thương. Cô đi cỏ đón hoa chào cô về bạch điệu sớm chiều cả vang á tay khơi bạc rừng vàng đẹp cho trăm họ giàu sang đời đời. Thì đó ơi ơi ê nó ngỡ tay điện hai lá vin cành hoa thơm trái ngọt hái dành đời sau
Nhân cô đã bước về đâu, gieo mầm nhân nghĩa đôi cầu vịnh hoa, đẹp như sao đổ ngân hà. Mùa xuân cô đi hái hoa hồng, dâng trầu đẹp nhất đêm dòng bán khen đi. Mùa hè cô hái hoa sen, dâng trầu để nhị đông uống nghi thường ngàn. Mùa thu hái ngọc lan, cô dâng về tới đền hàn thoải cung nghi. Sang đông hái hoa phù dung, dâng trầu để tứ tùy tùng khuẩn sai. Sớm hôm cô đi mẹ mang mai, dâng trầu năm thượng quan cai ngư hành. Hoa mẫu đơn cô bè trên cành, cô dâng trầu lục tiếp trình sơn trang. Hoa thủy thiên cánh trắng nghị vàng, cô dâng trầu bảy trầu vừa lòng ngay. Sớm mi lên màn ngược, tôi cô lại về miền xuôi. Sơn lâm rừng thiêng núi thầm, hoa lan rừng nhiều lắm biết biết không. Hôm qua hai mấy chục bông mang về rừng hết trên ban công đồng đền đây. Đang vui cô trở ra về, xin chào các ghế thề vẫn sau. Cô bé bé nhắc nhủ đôi câu ý thanh xưa hồi cưng. Tứ phủ cậu hoàng nghe dân văn na, tứ phủ cậu hoàng nghe thỉnh mời cậu hoàng cả lại lầm lầm ngược về thanh xưa hồi cưng. Đem quân lên ngàn cậu đôi, đem quân lên ngàn đường súng đỏ đất trời dậy vang. Thanh xa hồi cưng, mình mang đi một nước cổ trời, có cậu ba thoại trèo về quán. Thanh xa hồi cưng, khuya sớm ra vào bảng đến đây, cậu bé hoàng khuya sớm ra vào. Đôi tay nâng nâng nghi bức bức mảnh đào, cậu quỳ tông mời. Niềm chữ gì đã tâm tâm, niềm chữ ngang ngang si đầy, vì chùa non non nâng nước ai hòa, y cây cành nơi mái đầu. Thank you.
sẻ tay mặc áo xanh ngân thanh soi cậu về cậu rất cậu soi để xem đệ tử đèn nhang thế nào nổ lên bắt đầu nam tàu bắt đầu nam tàu cậu nổ lên đi bắt đầu nam tàu độ cho ghế cậu nghĩ đời đời vinh hoa cậu cho phú quý để đăng dòng nhang khai quang thập cờ rượu quang biên chiếu từ trung ngã thích tăng cung giàng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa liên trung vương tài mã dâng lên cậu về tài mã dâng lên cậu hoàng tấu đôi chép biến rõ ràng về cho đệ tử trường sinh đệ tử trường sinh về cho đệ tử trường sinh đi cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường về cho dũng mạnh đôi đường tài mã sức lên kim nhân tài mã sức lên cậu về tâu tối trên biên cho được lộ cho xa xa bình an bình an cậu độ cho sang chủ bình an sang chứng hưng tình lộc tài để đang độ cho phú quý bình an tình mời cậu bé người chứng tâm cho đồng độ cho xa xa bình an Thank you.
chim gái ấy, còn con gái nữa. Cậu mà bảo chim gái. Nào, nói sao cậu bảo nhá. Chúng là cậu gì ấy nhỉ? Cậu bảo vui. Chén rượu đánh ván cờ cao thật là cao. Tính rằng tay điên giọt chén rượu đào. Nhất tuần sơ nâng lên bệ ngọc, các cô nâng vào lòng mời rất cộng hoàng sơn. Tính rằng tay điên giọt đi chén rượu đào. Dâng nhị tuần á dâng lên tuổi ngọc, các cô nâng bói là mời con rất cộng hòa sơn. Bắt đầu tay tiên giọt chén rượu đào. Tam bôi dâng lên kinh mẫu, dâng lên mẹ ngọc thừa huệ nâng bói là mời rất cộng hòa sơn. Còn nước còn non đi còn rơi, còn nước còn non, còn cô châm châm thuốc thì cậu bé còn say sưa. Say đời cậu tôi say đời tình ra cậu mới hỏi chứ rượu nghề này là của ai. Lấy ở nơi thiên thai các cô tâu rằng rượu này lấy ở nơi thiên thai đẹp ma về dâng cậu để cậu ngồi thường xuân. Tháng 8 tiệc trà nghỉ, tháng 3 tiệc mộng gần xa đức lòng. Dùng má phi về, sao dòng tất cả cậu về phụ các đôi nghiệp ngang.
sân đình đình mời bà cô tổ đình 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 làm lễ dân nhang cô vị làm lễ dân nhang dân lên tam bảo mười phương đổ chỉ dân nhang dân vãi từ bi chung lễ đàn dương cô về chung lễ đàn dương chung tâm lễ Phật chung tâm lòng thành hồ độ cho họ đinh minh linh an nhà phú quý an khang thọ trường độ cho dũng mạnh đôi đường tự nhiên một bầu gió mát trăng.